Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Hàn Quốc và hai vị đệ nhất phu nhân đã cùng nhau tản bộ quanh Hồ Gươm sáng 24 tháng 6. Chưa có sự kiện khánh tiết ngoại giao nào thu hút sự quan tâm của người dân và cộng đồng đến như vậy. Mọi người bàn tán thích thú và có một sự quan tâm đầy tình cảm chưa từng có thưa các anh chị. Hai nhà lãnh đạo mặc vest lông nhẹ, không thắt cà vạt, trông rất tao nhã, vừa đi vừa trò chuyện. Trong lúc đó, hai vị đệ nhất phu nhân áo dài độ dáng bên sen thật là thanh mảnh. Không hiểu ban tổ chức làm việc thế nào mà lại có một cái ghế gãi và trời xui đất khiến như thế nào, chủ tịch nước và tổng thống Hàn Quốc lại ngồi đúng vào cái ghế gãi đó, chủ tịch nước vung tay, ông nói gì đó rất hăng say và tổng thống Hàn Quốc cũng chăm chú nghe hai người nói chuyện bên Hồ Gươm và nhìn ra Hồ Gươm lộng gió. Chúng tôi cũng không biết chủ tịch nước nói gì, nhưng có lẽ ông nói về một đấng quân vương ngày xưa đã trả gươm báo cho thần rùa khi xây dựng xong cơ nghiệp chăng, hay là nói về tình hữu nghị truyền đời đặc biệt của hai dân tộc Việt Nam và Cao Ly, có những tỷ phú truyền đời ở Cao Ly hàng trăm năm rồi, làm rạng danh đất Cao Ly. Bây giờ là Hàn Quốc đã quay về đất Việt tìm cội nguồn, như là một chuyện cổ tích giữa đời thường. Và cho dù chủ tịch nước nói gì thì chúng tôi nhìn chiếc ghế chúng tôi cũng lo ngại, không hiểu rằng là nó có an toàn hay không. Lỡ mà nó khuỵu xuống bất ngờ thì xấu mặt quá phải không? Nhưng thật là bất ngờ thưa các anh chị, trên mạng xã hội người ta có một số thánh bút, người ta lại bàn tán theo một cái thuyết gì đó quá đẹp mắt và rất kỳ lạ. Các vị thánh bút cho rằng cái ghế gãi đó là một điểm 10 cho ban tổ chức chứ không phải là khuyết điểm, đó là một sự sắp đặt cố ý. Cái ghế gãi đó là tượng trưng cho quyền lực. Quyền lực gì vậy? Họ giải thích chúng tôi mới hiểu. Đó là hai vị quân vương mang theo hình hài đất nước ngồi lên chiếc ghế nặng trĩu đến nỗi nó phải khuỵ xuống gãy ra như vậy. Ngoài ra không chỉ là quyền lực, tình hữu nghị keo sơn gắn bó giữa Việt Nam và Hàn Quốc nặng trĩu đến nỗi không có chiếc ghế kiên cố nào chịu nổi. Chưa hết, các thánh bút còn tăng bốc tiếp. Chủ tịch nước Việt Nam ý nhị tinh tế lịch sự đến mức độ chọn ngồi đúng vị trí gãy của ghế và nhường cho vị khách kia vị trí ngồi an toàn. Chưa hết, có thánh bút còn nói rằng cái ghế đó đáng đưa vào viện bảo tàng. Bởi vì sao? Bởi vì các nhà tổ chức đã cố ý để nó ở đó đúng nơi chủ tịch nước phải ngồi, nhìn vào vị trí phong thủy rất đẹp, thanh long bạch hổ nhìn ra Hồ Gươm lộng gió, và nó mang theo những ký ức của Hà Nội một thời đảng bom, một thời hòa bình kiểu ngon thật có buồn cười phải không, và vô số lời khen ngợi ngút trời khác. Các thưa các anh chị, khen từ ban tổ chức đến chủ tịch nước đến tổng thống Hàn Quốc đến tình hữu nghị, đọc chúng tôi đọc và cũng cảm thấy bị cuốn hút theo. Thật ra theo sự hiểu biết của chúng tôi ngay hôm đó, đó là một chiếc ghế gãy mà thôi, và hôm nay người ta đã dọn nó đi như những hình ảnh mà chúng tôi trình chiếu cho các anh chị xem. Người thật việc thật, chẳng có sự xếp đặt tinh tế nào cả, đây là một sự sơ xuất mà thôi. Nhưng nó cũng không gây ra hậu quả gì phải không, nó chỉ tạo nên một điểm nhấn khác biệt và thu hút sự quan tâm của mọi người, thế cũng tốt thôi. Nhưng mà ở đây một lần nữa chúng ta thấy như thế này, kẻ sĩ bây giờ như thế nào thưa các anh chị? Kẻ sĩ không dẫn dắt công chúng nhận diện sự thật,
một cái ghế gãy thì nó là ghế gãy thôi, có gì đâu, có gì đâu mà lại bưng bê nó đến mức độ kinh khủng như vậy. Vậy thì vai trò dẫn dắt công chúng sẽ như thế nào, và những điều họ viết trên báo, viết trên mạng xã hội liệu có đáng tin hay không, trước đây họ viết gì có đáng tin hay không, họ đấu tranh có đáng tin hay không, hay họ làm màu, thưa các anh chị. Và chúng tôi thấy rằng lâu lâu Andersen lại sống lại. Chúng ta nhớ câu chuyện ông vua ở chuồng hay không? Ở đây hai vị quân vương mặc vest đàng hoàng, nhưng những người viết mới là những kẻ không mặc quần áo. Xin cảm ơn các anh chị.